tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 8,52%, đạt mức cao nhất từ năm 2015 trở lại đây. Số dự án đầu tư trực tiếp tăng cao so với cùng kỳ. Đặc biệt thu hút vốn trong nước đã vượt kế hoạch cả năm. Các ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ có tốc độ tăng trưởng khá. Thu ngân sách vượt dự toán sau nhiều năm là những điểm nổi bật trong bức tranh kinh tế xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2019. Vĩnh Phúc thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2019 trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế có nhiều khó khăn thách thức. Trước tình hình đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã quán triệt quan điểm xuyên suốt trong chỉ đạo điều hành năm 2019 với phương châm hành động kỳ cương, liêm chính, hành động sáng tạo, bứt phá, hiệu quả. Đồng thời ban hành chương trình kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết số 01, số 02 của Chính phủ về phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách và cải thiện môi trường đầu tư, tổ chức tốt các chương trình xúc tiến đầu tư. Trong đó, chú trọng đến hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ, khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách các thủ tục hành chính, giảm thời gian chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở ngành, địa phương thường xuyên đối thoại, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư lớn, trọng điểm. Năm 2019 có thể nói là một năm khá là đặc biệt trong cái nhiệm kỳ 2016-2020. Nó là năm đầu tiên của nửa cuối nhiệm kỳ. Và tất cả những cái chương trình đã chuẩn bị từ nửa đầu nhiệm kỳ thì năm 2019 sẽ phải là năm tăng tốc, tập trung mọi nguồn lực để có thể là làm sao đó để chạy thật nhanh về đích với tất cả các cái chỉ tiêu của mục tiêu nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ 16. Với cái mục tiêu cũng như là cái khẩu hiệu năm 2019 đó là kỷ cương, liêm chính, hành động sáng tạo và bứt phá, thì Ủy ban Nhân tỉnh đã tập trung vào ba cái lĩnh vực chính. Một là tập trung cho phát triển kinh tế xã hội. Hai là tập trung cho các cái vấn đề an sinh xã hội. Và ba là quan tâm đến vấn đề giải quyết các vấn đề môi trường. Từ ba cái trụ cột chính đó thì chúng tôi triển khai một loạt các cái giải pháp, từ cái triển khai các cái kế hoạch chương trình của Trung ương, của tỉnh ủy, cho đến việc tập trung các cái nguồn lực tháo gỡ khó khăn để triển khai các cái dự án, đặc biệt là những cái dự án lớn, dự án đầu tư công có cái tác động đến phát triển kinh tế xã hội, đến liên kết vùng giữa các cái khu vực trong tỉnh. Thứ ba là tập trung cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm 2019, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 8,52%. Đây là mức tăng cao nhất từ năm 2015 trở lại đây. Trong đó, ngành công nghiệp xây dựng tăng 12,73%, ngành nông lâm thủy sản tăng 1,41%, các ngành dịch vụ tăng 6,79%. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, cơ cấu cây trồng trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến rõ nét. Tỷ lệ giống lúa chất lượng đạt trên 70% tổng diện tích gieo trồng lúa toàn tỉnh. Các cây trồng có giá trị kinh tế cao được phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, đã hình thành được một số vùng sản xuất rau quả hàng hóa tập trung, liên kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Năng suất hầu hết các loại cây trồng đều tăng so với cùng kỳ. Trong đó, năng suất lúa đạt gần 63 tạ trên hecta. Mặc dù chăn nuôi gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của bệnh dịch tả lợn châu Phi, nhưng nhìn chung, giá trị sản xuất ngành nông lâm nghiệp và thủy sản 6 tháng đầu năm vẫn có sự tăng trưởng so với cùng kỳ. Để hạn chế được cái bệnh dịch tả lợn châu Phi gây ra trên địa bàn thì trước hết là cũng đề nghị với lại tất cả các cấp các ngành cũng như đối với chúng tôi là phải tăng cường cái tuyên truyền đến các hộ chăn nuôi lợn áp dụng nghiêm ngặt cái chăn nuôi an toàn sinh học, coi đây là một vũ khí duy nhất trong thời điểm hiện nay để ngăn chặn cái bệnh dịch tả lợn châu Phi. Và chúng tôi cũng khuyến cáo với hộ chăn nuôi trong thời điểm hiện nay là chưa nên tái đàn phát triển chăn nuôi lợn, vì cái nguồn virus gây bệnh dịch tả lợn châu Phi vẫn đang tồn tại ở nhiều địa phương và dịch thì chưa được khống chế ở diện rộng.
lĩnh vực sản xuất công nghiệp xây dựng trên địa bàn tiếp tục tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp đạt gần 110.000 tỷ đồng, tăng 14,19% so với cùng kỳ. Sản lượng sản xuất của các sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh đều tăng khá, như linh kiện điện tử tăng 49,2%, gạch ốp lát tăng 17,3% so cùng kỳ. Các yếu tố tác động tích cực đến tăng trưởng 6 tháng đầu năm đó là các sản phẩm công nghiệp chủ yếu của tỉnh tăng trưởng ở mức độ cao. Thứ hai là các chính sách vĩ mô của nền kinh tế đi vào ổn định và có hiệu quả. Từ những chính sách vĩ mô của cả nước thì Ủy ban tỉnh đã triển khai quyết liệt các nghị quyết 0102 của chính phủ về tăng cường cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với doanh nghiệp. Ngoài ra thì công tác xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư các dự án FDI từ doanh nghiệp nước ngoài và trên địa bàn tỉnh Phúc tăng cao, dẫn đến là công nghiệp của Vĩnh Phúc tăng cao so với cùng kỳ. Hoạt động kinh doanh thương mại và dịch vụ trên địa bàn tiếp tục phát triển. 6 tháng đầu năm có gần 3 triệu lượt khách du lịch tới tham quan, nghỉ dưỡng tại tỉnh, tăng 14% so cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế trên 24.000 lượt, khách nội địa trên 2,9 triệu lượt. Doanh thu du lịch ước đạt trên 1.000 tỷ đồng, tăng 12% so cùng kỳ. Kết quả thu ngân sách trong 6 tháng đầu năm đạt cao. Tổng thu ngân sách đạt trên 15.600 tỷ đồng, đạt 55% so với dự toán, tăng 8% so với cùng kỳ 2018. Trong đó, thu nội địa đạt trên 13.700 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách nhà nước đạt trên 6.100 tỷ đồng. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt trên 1.800 tỷ đồng. Hoạt động xúc tiến đầu tư tiếp tục đạt được những kết quả khả quan. Vốn FDI đạt trên 420 triệu USD, tăng 71,89% so với cùng kỳ và đạt 84,4% kế hoạch. Thu hút vốn DDI đạt trên 5.000 tỷ đồng, tăng 131,3% so với cùng kỳ, đạt 169,97% so với kế hoạch. Có những thị trường rất khó tính như ở Hoa Kỳ, rồi ở châu Âu cũng đã sang đầu tư ở Việt Nam, như là dự án Westlake của Hoa Kỳ để đầu tư sản xuất những linh kiện phụ tùng cho ô tô, và một dự án của nhà đầu tư Thụy Điển với tổng vốn đầu tư là 25 triệu đô. Và sau khi đi vào hoạt động thì họ thấy rằng rất hài lòng với cái môi trường đầu tư ở Vĩnh Phúc. Và chúng tôi thấy rằng đối với năm 2019 hiện nay thì trào lưu mà các nhà đầu tư từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan đã sang tìm hiểu đầu tư tại Vĩnh Phúc. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc các công trình dự án trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời tập trung bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, các dự án quy mô lớn như dự án khu công nghiệp Tam Dương 2, khu A, dự án đường song song đường sắt tuyến phía Nam đường sắt Hà Nội - Lào Cai, khu danh thắng Tây Thiên và dự án Tam Đảo 2. Tam Đảo đã thành lập cái ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng do đồng chí chủ tịch Ủy ban huyện làm trưởng ban. Từ đó thì tăng cường cái công tác lãnh chỉ đạo đối với các cái cơ quan chức năng, các cái tổ chức chính trị xã hội và các cái chính quyền địa phương tập trung thực hiện cái công tác giải phóng mặt bằng. Cũng thường xuyên tuyên truyền vận động, đối thoại với người dân, lắng nghe các ý kiến của nhân dân, kịp thời giải quyết những cái khó khăn vướng mắc trong cái công tác giải phóng mặt bằng. Song song với đó thì cũng kiên quyết thực hiện các biện pháp cưỡng chế thu hồi đất đối với những cái hộ mà cố tình gây cản trở trong cái công tác giải phóng mặt bằng. Ngoài cái việc đó, để tránh cái tình trạng xây dựng trái phép thì chúng tôi tăng cường công tác quản lý đất đai xây dựng trái phép. Lĩnh vực văn hóa xã hội trong 6 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả tích cực. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch được tổ chức phong phú đa dạng. An sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân được cải thiện. Trong 6 tháng, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho gần 13.000 lao động, đạt 53% so với kế hoạch. Trong đó, đưa khoảng 800 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.
Kết quả hỗ trợ tuyển dụng lao động 6 tháng đầu năm 2019 ấy, của tỉnh thì đã hỗ trợ được 327 doanh nghiệp tuyển dụng lao động với số lao động tuyển tại sàn là 1.630 lao động. Có thể nói là 6 tháng đầu năm 2019, công tác giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động của tỉnh Vĩnh Phúc là tiếp tục được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Kết quả này phản ánh sự chủ động tích cực thường xuyên phối hợp của các cơ quan liên quan, cả hệ thống chính trị trong tỉnh, đặc biệt là các cấp chính quyền cơ sở rất quan tâm đến việc này. Công tác sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức tiếp tục được tỉnh thực hiện có hiệu quả. Đến nay, Vĩnh Phúc đã giảm được gần 183 đầu mối, tinh giản được trên 2.400 biên chế và trên 10.700 người hoạt động không chuyên trách, cấp xã, thôn, tổ dân phố. Toàn tỉnh đã hoàn thành thủ tục đề nghị sắp nhập 273 thôn, tổ dân phố để thành lập 131 thôn, tổ dân phố, giảm 142 thôn, tổ dân phố. Quốc phòng an ninh tiếp tục được giữ vững, an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Lực lượng công an đã triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Qua đó, tỷ lệ các vụ phạm tội về trật tự xã hội, các vụ trọng án được nhanh chóng điều tra làm rõ. Công tác bảo vệ các đoàn lãnh đạo, các địa bàn trọng điểm, các mục tiêu trọng điểm và các hoạt động chính trị lớn trên địa bàn đều được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Về lĩnh vực hình sự thì trong 6 tháng đầu năm nay thì cũng xảy ra 229 vụ phạm pháp hình sự. Thế và công an tỉnh cũng đã tập trung lực lượng điều tra làm rõ 199 vụ và là bằng 86,6%. Thế và đặc biệt là xảy ra các vụ trọng án, trong đó có 6 vụ trọng án thì đều tập trung điều tra làm rõ trong thời gian ngắn và bắt xử lý đối tượng đúng quy định pháp luật. Thế ngoài ra thì công an tỉnh cũng đã tổ chức tốt cái công tác phòng chống tội phạm về ma túy và đã bắt 205 vụ với 439 đối tượng. Những tín hiệu tích cực trong bức tranh kinh tế xã hội Vĩnh Phúc 6 tháng đầu năm là nền tảng quan trọng để các cấp ủy chính quyền, nhân dân các dân tộc và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019. 6 tháng cuối năm thì chúng tôi tập trung vào mấy cái việc. Thứ nhất là phải bám sát vào cái mục tiêu, cái nghị quyết của chính phủ. Thứ hai là triển khai, rà soát, triển khai đồng bộ các cái nghị quyết của tỉnh ủy cũng như là của ban thường vụ đã đề ra. Và cái thứ ba là tập trung tăng cường cái quản lý đầu tư công, sử dụng có hiệu lực hiệu quả các cái nguồn vốn đầu tư, tháo gỡ những cái khó khăn trong cái đầu tư công để làm sao để đẩy nhanh cái tiến độ các cái dự án, đặc biệt là các cái dự án lớn có tính chất quan trọng, có tính chất quyết định đến cái phát triển kinh tế xã hội cũng như là thực hiện cái an sinh xã hội. Và cái thứ tư mà chúng tôi tập trung quan tâm đó là cải cách các cái thủ tục hành chính, quyết liệt trong cái cải thiện môi trường đầu tư để thu hút đầu tư, tiếp tục đưa các cái dự án đầu tư vào hoạt động để làm sao để đưa cái tốc độ tăng trưởng nó cao lên. Và một trong những cái nhiệm vụ quan trọng đó là tập trung vào việc giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các cái thủ tục pháp lý của các khu cụm công nghiệp để đón cái luồng di chuyển vốn đầu tư từ các cái quốc gia lân cận như Trung Quốc, như Đài Loan, như một số các quốc gia về với Việt Nam chúng ta. Thành tựu phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm qua là động lực to lớn để Vĩnh Phúc quyết tâm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm 2019, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 đã đề ra.